Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin trưa ngày 10 tháng 12 năm 2017 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kẹt xe nan giải của khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh là do đường Trường Sơn vừa là tuyến đường độc đạo ra vào sân bay, vừa là con đường gần nhất và tiện lợi nhất để các phương tiện di chuyển từ hướng Thủ Đức, Bình Thạnh về phía tây của thành phố. Tiến sĩ Nguyên cũng đề xuất thu phí những phương tiện đi vào đường Trường Sơn nhưng không phải để vào sân bay nhằm để giảm ùn tắc khu vực này. Nhiều chuyên gia đã phản đối đề xuất này. Lý do được đưa ra là nếu thu phí phương tiện thì cũng mất thời gian di chuyển, nguyên nhân gây ùn tắc. Hơn nữa, đây cũng là đường công cộng, thuộc mạng lưới đường đô thị, lập trạm thu phí chắc chắn sẽ gây phản ứng từ phía người dân, tương tự tình hình của trạm thu phí BOT Cai Lậy Tiền Giang hiện nay. Cuối cùng, thu phí chủ yếu áp dụng với ô tô, trong khi phần lớn xe cá nhân lưu thông qua đường Trường Sơn đi về hướng khác, sân bay là xe máy nên cũng không tác dụng nhiều. Trong dịp cao điểm cuối năm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang lên kế hoạch cấm xe taxi hoạt động ở 13 tuyến đường để giảm ùn tắc phục vụ thi công các dự án trọng điểm. Cụ thể, các tuyến cấm xe taxi hoạt động từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và từ 16 đến 19 giờ gồm các tuyến đường Hoàng Hoa Thám, đoạn từ Ngọc Hà đến Mai Xuân Thưởng. Các tuyến đường cấm xe taxi hoạt động theo cả hai chiều từ 6 đến 9 giờ và 16 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút gồm Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Trường Chinh, đoạn từ Vương Thừa Vũ đến Tôn Thất Tùng. Phố Khâm Thiên cấm taxi theo chiều từ Lê Duẩn đi Ô Chợ Dừa. Cầu Trương Dương cấm taxi theo chiều từ Nguyễn Văn Cừ sang Trần Nhật Duật trong thời gian từ 6 đến 9 giờ. Phố Hàng Bài cấm taxi theo chiều Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt, thời gian từ 19 đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Các đường phố cấm taxi 24 trên 24 giờ gồm phố Phủ Doãn cấm taxi theo chiều từ Tràng Thi đến Hàng Bông, cầu Giấy Xuân Thủy cấm taxi theo cả hai chiều. Đường Giải Phóng cổng vào bến xe phía Nam cấm taxi theo chiều từ đường Giải Phóng đi vào bến xe. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết dự kiến ngành giáo dục thành phố sẽ bắt đầu thực nghiệm giảng dạy bằng một bộ sách giáo khoa riêng các cấp học từ năm học 2019 để áp dụng từ năm 2020 trở đi. Trước đó, từ năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị lập một bộ sách giáo khoa riêng cho chương trình phổ thông thành phố Hồ Chí Minh để chương trình đào tạo phù hợp với định hướng học tự chọn, thi tự chọn ở cấp phổ thông. Tuy nhiên, muốn hình thành một bộ sách giáo khoa riêng cũng cần có thời gian chuẩn bị kỹ, cùng với đó là thời gian thực nghiệm, nên hiện nay ngành giáo dục thành phố đang chuẩn bị các bước để sẵn sàng từ năm 2019 sẽ thí điểm việc giảng dạy theo bộ sách giáo khoa mới. Cũng cần biết thêm, từ năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn cho phép thành phố soạn bộ sách giáo khoa riêng để phù hợp với đặc thù lịch sử, địa lý, văn hóa địa phương. Đưa trắc nghiệm vào đề kiểm tra môn toán cấp tiểu học, đó là điểm mới về việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 năm học 2017-2018 cấp tiểu học vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề xuất. Theo đó, ở môn toán, học sinh lớp 1 sẽ làm bài trong 35 phút, còn từ lớp 2 đến lớp 5 làm bài trong 40 phút. Hình thức kiểm tra môn này sẽ gồm 2 phần, 3 điểm trắc nghiệm và 7 điểm tự luận. Ở môn này, Sở yêu cầu ngoài các phần về số học, hình học, đại lượng và đo đại lượng, phần giải toán có lời văn sẽ tăng cường các bài toán phát triển năng lực thông qua các tình huống thực tế trong cuộc sống theo hướng vận dụng. Sở nhấn mạnh các trường tuyệt đối không đưa các dạng toán khó trong chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi vào đề kiểm tra. Thời gian kiểm tra sẽ do các trường tự chủ động lên kế hoạch theo chỉ đạo chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, 93% sinh viên ra trường trong 6 tháng đã có việc làm. Đây là thông tin được Trường Đại học Hà Nội thực hiện khảo sát trong thời gian vừa qua và được công bố tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập các khoa tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. Để sinh viên thích ứng ngay với việc làm của các doanh nghiệp khi ra trường, Trường Đại học Hà Nội đã mời doanh nghiệp góp ý chương trình đào tạo, qua đó lắng nghe ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, chỉnh sửa chương trình đào tạo, kỹ năng mềm cần thiết phù hợp với sinh viên, phù hợp với thực tế. Ngay trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập các khoa tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, nhà trường đã ký kết hợp tác với 18 doanh nghiệp. Các ngành hot nhất hiện nay của nhà trường mà sinh viên học đến năm cuối đã có việc làm là tiếng Nhật, tiếng Hàn, còn các ngành khác như tiếng Anh, công nghệ thông tin thì hầu như ra trường đều có việc. Dự thảo luật giáo dục sửa đổi có một số nội dung thay đổi đặc biệt có lợi cho học sinh, giáo viên như miễn học phí tới hết cấp trung học cơ sở hay lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc hành chính sự nghiệp. Cho dù đây mới chỉ là dự thảo nhưng cũng làm cho nhiều thầy cô giáo tin tưởng rằng chính sách này sẽ được chấp thuận và mau chóng đi vào cuộc sống.
được phân công về công tác tại trường Trung học phổ thông Lý Xu Phì, một địa bàn còn vô cùng khó khăn của xã Ngã Ba Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Thầy giáo trẻ này cho biết hiện nay lương còn khá thấp để trang trải cuộc sống. Như bọn em ấy thì là đang công tác ở vùng sâu vùng xa vùng cao ấy. Thì em là giáo viên trẻ nữa, mà với cái mức lương hiện tại thì khó mà có thể tâm huyết được với nghề đâu. Cho nên là cái điều chỉnh này của Bộ Giáo dục thì em thấy là rất là hợp lý cho những người trẻ để có thể ổn định cuộc sống và gia đình và tâm huyết được với nghề. Hiện nhiều giáo viên trẻ mới ra trường lương khá thấp, dao động từ trên 3,2 triệu đồng đến trên 3,9 triệu đồng một người một tháng. Lý do là mức lương khởi điểm thấp, chỉ được hưởng phụ cấp ưu đãi, chưa được hưởng phụ cấp thâm niên do chưa đủ 60 tháng công tác. Trong khi đó, giáo viên lương cao chủ yếu là do ở lâu lên lão làng mà ít phấn đấu rèn luyện. Việc tăng lương này sẽ tạo động lực cho giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, sẽ yên tâm công tác và đảm bảo cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong dự thảo cũng nói đến một vấn đề nữa, đó là việc nâng chuẩn đối với lại từng cấp học. Theo tôi, việc làm này là rất cần thiết, bởi vì việc nâng chuẩn sẽ giúp cho giáo viên sẽ nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng giáo dục ngày một tốt hơn. Tăng lương giáo viên là chủ trương đúng đắn nhưng có thể thực hiện ngay được hay không thì còn cần có sự tính toán cẩn thận. Dự thảo luật giáo dục lần 2 có đề xuất tăng lương kèm theo tờ trình, cần phải xin ý kiến chính phủ. Nếu chính phủ đồng ý thì mới đưa vào được. Nếu mà ngân sách chưa đủ làm ngay đồng loạt, chúng ta phân mức độ ra, phân lộ trình ra, phân vùng miền ra, đúng không? Phân mức độ, phân cấp học, ưu tiên cho cấp nào trước. Lộ trình nó, đấy, thì cái này chắc bên tài chính người ta tính toán nó kỹ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thẳng thắn thừa nhận lương giáo viên hiện nay là một bất cập. Cách tính lương bình quân, cao bằng giữa các bậc học không gắn với hiệu quả công việc, tạo ra sự trì trệ, không khuyến khích các giáo viên trẻ đổi mới, sáng tạo. Nhưng để tăng lương giáo viên không chỉ là một tín hiệu vui, thì đề xuất này của ngành giáo dục vẫn còn phải chờ. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa công bố những con số đáng báo động về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ở thủ đô do hoạt động sản xuất của các làng nghề chưa đảm bảo, đáp ứng những quy định về bảo vệ môi trường. Trong đó đáng chú ý, không khí ở một số làng nghề có nồng độ bụi tới 6,7 lần mức giới hạn. Theo đó, số liệu quan trắc của Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường với 22 cụm và 43 làng nghề, kết quả của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các số liệu quan trắc khác không khí ở một số làng nghề có nồng độ bụi vượt mức từ 1,4 đến 6,7 lần giới hạn. Các làng nghề cơ khí có nồng độ các kim loại nặng nhiều hơn vượt mức giới hạn, nồng độ nhiều chất hữu cơ độc rất cao. Môi trường nước thải qua điều tra khảo sát có COD, BOD, nitrat, amoni vượt giới hạn nhiều lần, coliform vượt hơn 100 lần. Một số làng nghề Hà Nội còn được liệt vào danh sách đen ô nhiễm như Vân Hà, Liên Hà thuộc huyện Đông Anh, Phú Yên thuộc huyện Phú Xuyên, Dương Liễu, Cát Quế thuộc huyện Hoài Đức. Đặc biệt, xã Tân Triều vốn được biết đến với nghề thu gom phế thải, tái chế nhựa, nhuộm hấp chỉ, chủ yếu thuộc làng nghề Triều Khúc và Yên Xá thuộc huyện Thanh Trì. Những làng nghề này đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở đây, nhưng hậu quả với môi trường lại đang ở mức báo động, chỉ số ô nhiễm không khí luôn ở mức cao. Thưa quý vị, không tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh môi trường sống, vệ sinh cá nhân kém là nguyên nhân khiến cho dịch bệnh mùa đông xuân dễ bùng phát. Không chỉ bệnh sởi, nhiều bệnh nhân, nhất là các bệnh nhi đến khám điều trị do quai bị, thủy đậu, rubella hay ho gà thường tăng mạnh vào mùa này. Theo các chuyên gia y tế, việc bệnh nhi không được tiêm chủng đầy đủ đúng lịch là một trong những nguyên nhân khiến cho dịch bệnh dễ bùng phát vào thời điểm đông xuân. 30 bệnh nhi hiện đang nằm điều trị do sởi tại Bệnh viện Saint Paul Hà Nội. Trong số này, hầu hết đều bị biến chứng viêm phổi, có trường hợp nặng phải thở oxy. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện cũng có tới trên 40 bệnh nhân mắc sởi đang được điều trị. 1/3 trong số này đều là những ca bệnh nặng. Không ít những trẻ chưa được tiêm phòng thì đã mắc bệnh. Mùng 6 thì nó bị khó thở, khó thắt, thế là vào viện bị viêm phổi ạ. Thế là nằm viện 2 tuần, hôm khỏi viêm phổi các bác định cho ra thì sốt mất 2 ngày, thế là nó phát ban lên. Thì chưa tiêm phòng được thì đến mùng 5 tháng 10. Mùng 5 tháng 10 thì cháu nó bị sốt từ hôm, bị ho từ hôm đầu tháng 10, thế là cháu không đi tiêm được. Theo ghi nhận,
Trẻ mắc các bệnh sởi, cúm, rubella, ho gà hay các bệnh khác liên quan đến hô hấp nói chung đều chưa tiêm phòng. Có trẻ đến tuổi nhưng chưa tiêm, có những trẻ chưa đến tuổi tiêm thì đã mắc bệnh. Các bác sĩ cho biết đây là điều rất đáng lưu ý về đặc điểm dịch tễ của các mặt bệnh này trong năm nay. Khi mà các em bé chưa đến thời điểm tiêm chủng, tức là dưới 9 tháng mà em bé vẫn mắc, có nghĩa rằng là cái kháng thể truyền từ mẹ sang con để chống lại bệnh sởi là không có. Các chuyên gia y tế cũng cho biết thêm, thời điểm giao mùa, nóng lạnh thay đổi bất thường, tạo điều kiện môi trường cho nhiều loại virus, vi khuẩn sinh sôi phát triển. Nhiều dịch bệnh ở trẻ nhỏ có nguy cơ bùng phát như sởi, cúm hay các bệnh về đường hô hấp. Nếu chưa được tiêm phòng thì vào thời điểm đông xuân, nguy cơ phát bệnh sẽ cao hơn rất nhiều. Thực chất thì cái bệnh mùa đông xuân này nó chỉ nhiều hơn thôi, còn nó xảy ra quanh năm. Cho nên là việc tiêm chủng ở đây không phải chờ đến mùa đông xuân rồi mới đi tiêm để phòng bệnh đông xuân, mà cứ đến tuổi là phải tiêm rồi. Nhưng mà lưu ý là những cái bệnh mùa đông xuân thì nó hay gặp hơn là những cái bệnh liên quan đến bệnh về đường hô hấp. Trong đó có bệnh sởi, bệnh rubella và bệnh ho gà. Để chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, ngoài việc đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương ra soát tình hình tiêm chủng. Bên cạnh việc tiêm chủng thường xuyên hàng tháng, cần tổ chức tiêm vét, tiêm chủng bổ sung các loại vaccine sởi, rubella, ho gà cho các đối tượng chưa tiêm hoặc hoãn tiêm, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt ít nhất là 95% đồng đều tại các huyện. Nhiều người bệnh HIV đang tỏ ra lo lắng khi họ biết vào năm 2018 tới đây, thuốc điều trị ARV sẽ không còn được miễn phí như trước. Mặc dù biết sẽ được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng vì e ngại, mặc cảm với sự kỳ thị của cộng đồng, mà hiện nay số bệnh nhân HIV có thẻ bảo hiểm y tế chỉ chiếm khoảng 40%. Điều đáng nói là người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế cũng không dám sử dụng vì lo sợ bị lộ danh tính. Bị nhiễm HIV đã hơn 10 năm nay, chị Thanh cũng là người đầu tiên dám công khai danh tính và tham gia bảo hiểm y tế dành cho bệnh nhân nhiễm HIV ở Hà Nội. Bên cạnh đó, chị còn tham gia hoạt động tự nguyện để tư vấn cho những bệnh nhân khác. Theo chị Thanh, có rất nhiều bệnh nhân nhiễm HIV hiện không dám sử dụng bảo hiểm vì sợ bị lộ danh tính. Trong thực tế các bạn đều có, nhưng mà các bạn đang đi làm cán bộ nhà nước, rồi cũng có những bạn làm ở những ngành nghề khác. Thế và các bạn ý thì về địa phương không thể mua thêm được một cái bảo hiểm y tế nữa. Thì các bạn nói rằng là khi mà trình bảo hiểm, thẻ bảo hiểm thì sẽ phải thanh toán cái tiền thuốc, người ta sẽ biết đấy là thuốc gì. Và như vậy thì các bạn sẽ bị lộ danh tính. Trên thực tế, hầu hết bệnh nhân nhiễm HIV đều hiểu được lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do khiến họ không thể tiếp cận chúng, đặc biệt là sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng. Cái này có thể là do cái hoàn cảnh kinh tế, hoặc là do cái người ta chưa mua được. Cũng có thể là người ta sợ là bị lộ cái danh tính, người ta chưa hiểu. Tôi cũng rất là muốn nói lên để các nhà hoạch định chính sách có thể quan tâm và tìm cái cách làm sao để mà có thể là giải quyết được cái số người mà hiện nay không thể xuất trình được bảo hiểm y tế. Các bạn đều có một đề nghị là những ai đang lấy ARV ở phòng khám nào thì ở phòng khám đó bảo hiểm y tế sẽ đến đó bán thêm cho các bạn một cái bảo hiểm y tế nữa. Cái bảo hiểm đó chỉ dùng để lĩnh thuốc ARV và khám chữa bệnh tại cái nơi phòng khám các bạn lĩnh thuốc thôi. Thống kê của ngành y tế, hiện cả nước có khoảng 130.000 bệnh nhân nhiễm HIV đang được điều trị thuốc ARV miễn phí. Tuy nhiên, những bệnh nhân nhiễm HIV thường xuyên phải đối mặt với các bệnh nhiễm trùng cơ hội, và nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì việc điều trị với họ có lẽ là không thể. Phần lớn trong đó là người ta do người ta có hoàn cảnh, người ta quá nghèo, thế người ta cũng không đủ khả năng mua, chưa đủ khả năng mua thẻ bảo hiểm thì nói gì đến chuyện mua thuốc nữa. Nếu bệnh nhân không được điều trị liên tục thế thì nó sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Mà bệnh nhân mà đã kháng thuốc phác đồ bậc 1 thì chuyển sang phác đồ bậc 2 sau này tiếp tục điều trị thì là nó sẽ giá thành nó đắt hơn. Thứ hai là thuốc thì phải uống nhiều hơn và nhiều tác dụng phụ hơn. Đồng thời cũng một nguy cơ nữa là nó sẽ làm lan tràn cái virus kháng thuốc ra cộng đồng. Hiện thuốc ARV đã được đưa vào danh mục thanh toán của bảo hiểm y tế. Như vậy, những người nhiễm HIV hoàn toàn có thể yên tâm nếu tham gia bảo hiểm y tế, họ sẽ được tiếp tục điều trị ARV và các bệnh nhiễm trùng khác miễn phí. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay ngày 10 tháng 12 năm 2017 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và tiếp tục chương trình sẽ là những tin tức bất động sản đáng chú ý có trong bản tin Địa ốc 24 giờ.